không gì là quá khó. Kaio chiến đấu với sức mạnh to lớn và lòng dũng cảm. Capit là anh hùng, hạ gục mục tiêu với tốc độ cực nhanh. Lan tỏa xúc tu thật dễ thương, là siêu kỹ năng của công chúa Dudu. Với sức mạnh to lớn, robot Algo tung hoành trong trận chiến. Và khi thành phố cần giúp đỡ, chúng tôi sẵn sàng đứng lên, chuẩn bị cho cuộc chiến phía trước, dũng cảm xông lên. Chúng tôi sẽ vượt qua tất cả mọi khó khăn và bảo vệ vùng đất của chúng tôi bất chấp tất cả, những anh hùng nhỏ trong một cuộc chiến lớn. Bởi vì chúng tôi là biệt đội tò mò. Phần 2 tập 6, cuộc đụng độ của các phi thuyền. Mình thực sự nhớ trạm sạc nhanh ở hành tinh xứ. Ở đây lúc nào cũng mất quá nhiều thời gian để sạc. Mình đi dạo loanh quanh vậy. Được, tôi biết, tôi biết. Dudu nói rằng cô ấy nhớ phi thuyền của mình. Tôi sẽ sửa phi thuyền của cậu sớm. Tôi sẽ không lâu la nữa. Rõ ràng là Dudu đang ở chỗ Capit, mà cứ nhất định gọi điện ba chiều. Mình lại phải chịu thêm cước điện thoại. Để sửa chữa phi thuyền của cô ấy, mình cần phụ tùng thay thế từ ngoài vũ trụ. Mình biết tìm ở đâu đây? Cái gì đây? Nhìn vào ánh sáng và sự tinh xảo này đi. Đây chắc chắn là phụ tùng mà mình đang tìm. Ồ, đây có phải là phi thuyền của Cherry không? Có vẻ như không đúng khi mình cứ vậy mang nó đi. Mình nên để lại lời nhắn. Đây có phải là ngôn ngữ của trái đất không? Mình không hiểu. Thôi kệ đi. Có chuyện gì thế? Này này, có chuyện gì thế? Đã nhiều ngày rồi, chúng ta không có nhiệm vụ gì. Xe tiên phong của mình đang phủ bụi. Dudu, tớ biết là cậu muốn giúp, nhưng tớ thích việc lau xe. Hãy để tớ tự làm. Cảm ơn, Dudu, nhưng tớ có thể tự làm được. Tớ không cần giúp đâu. Dudu, cậu muốn giúp đỡ. Nhưng tôi vừa sấy khô nó xong. Công việc hôm nay đã được hoàn thành. Dudu lại đang gọi cho giáo sư Grimly. Giáo sư cho biết cần có phụ tùng từ ngoài không gian để sửa phi thuyền, nhưng không thể tìm thấy nó trên trái đất. Cái gì? Dudu nói rằng giáo sư Grimly vừa sửa xong phi thuyền của cậu ấy. Biệt đội Tama, một người ngoài hành tinh đã tấn công thành phố Curio. Giúp với. Đó là phi thuyền của Cherry. Tớ nghĩ đã đến lúc chúng ta phải đi rồi. Kích hoạt thiết bị biến hình. Kaio, biến hành hành động. Capit, biến thành hành động. Algo, biến thành hành động. Đại bàng búp bay sẽ cất cánh, chuẩn bị cho chiến đấu trên không. Biệt đội tò mò, lên đường.
Cherry, cậu ấy đang làm gì vậy? Tại sao phi thuyền của cậu ấy lại bay khắp nơi? Ôi không, bà cụ đang gặp nguy hiểm. Bắn thuốc không trung. Kaio, cậu vừa kịp lúc đấy. Kaio, coi chừng, cậu sắp đến phải tòa nhà rồi. Dựa trên phân tích, toàn bộ khu vực sẽ bị thiệt hại nghiêm trọng. Chuyện này không thể tiếp tục. Hãy kéo nó ra ngoài ô trước. Jerry đang muốn làm cái gì vậy? Biệt đội Tama, cứu tôi với. Tôi bị chóng mặt quá. Không phải, cậu đang gây chuyện hả? Nếu tôi muốn làm thế, thì tôi cũng không hành hạ bản thân mình. Phi thuyền của tôi đang ổn, thì tự nhiên bị mất kiểm soát. Ôi, lại thế nữa rồi. Động cơ đã bị hỏng. Chúng ta không thể tiếp tục đuổi theo. Của cậu chưa được sửa xong. Nó vẫn chưa ổn định đâu. Phần phụ tùng được đi mượn. Cậu chưa thể cho nó bay được. Đu đu, cố gắng tìm cách điều khiển phi thuyền của tôi đi. Khi nào thì con tàu này ngừng di chuyển? Của cậu cũng mất kiểm soát à? Hả? Đu đu, mọi chuyện ở dưới đó thế nào? Gì? Phi thuyền của cậu ấy và Cherry bị mắc kẹt. Đừng lo, bọn tớ sẽ tới đó ngay. Kích hoạt chế độ quét, phân tích và tìm ra con đường giải cứu tốt nhất. Con đường giải cứu tốt nhất đã được lên kế hoạch. Mọi người hãy theo tớ. Algo. Đó hóa ra là con đường giải cứu tốt nhất hả? Vấn đề tiếp theo của chúng ta là phi thuyền của Jerry. Tôi thấy nó rồi, ở ngay dưới này. Tôi không muốn chết, Jerry. Mở cửa ra, bọn tôi tới để cứu cậu. Tôi tới đây. Có chuyện gì vậy? Cửa bị kẹt rồi. Bắn vuốt không trung. Ôi, đau quá. Cậu bị kẹt à? Tôi tưởng là sứa không có xương. Tôi đến từ hành tinh sứa, nhưng tôi không phải là sứa. Kaio, tia chớp. Ah!
Cảm ơn Algo. Ôi đau quá. Ôi không. Đu đu thật tuyệt vời. Tuyệt vời. Biệt đội tò mò đã thành công. Cậu có thể làm điều đó sau đó và thả tôi ra không? Vì cậu đang làm đau lắm đấy. Thả ra đi. Ơn trời nó còn nguyên vẹn. Tôi biết thứ này có thể là một van điều tiết, nhưng con phi thuyền vẫn chưa được sửa xong. Tôi mượn cái này từ phi thuyền của Jerry. Cái gì? Từ phi thuyền của Jerry? Dựa trên phân tích, phi thuyền của Jerry bị trục trặc vì thiếu thứ này. Giáo sư thực sự đã mượn phụ tùng này sao? Nhân tiện, phụ tùng này đã truyền cảm hứng cho tôi về cách sửa phi thuyền của Dudu. Nhưng cậu phải kiên nhẫn. Tôi chắc nó sẽ được sửa sớm thôi. Đừng gọi điện giục tôi nữa. Được chứ, Dudu? Giáo sư nói đúng đấy, Dudu. Hãy kiên nhẫn. Chắc chắn phi thuyền sẽ được sửa thôi. Cậu không cần phụ tùng này nữa sao? Tôi đã mua một con tàu mới và tôi sẽ vứt cái cũ đi. Tuyệt quá! Vậy thì tôi có thể nghiên cứu nó. Mình chưa lắp phụ tùng này vào ư? Nhưng phi thuyền của Dudu vẫn bay được như thường. Mình đúng là thiên tài. Ôi, phụ tùng của mình. Biệt đội tò mò, mau lên. Đến cứu tôi với.